tản mạn chuyện hôn nhân gia đình khi đàn bà say nắng. Dường như chuyện những phút giây ngoài chồng ngoài vợ là một chuyện mà rất nhiều người trải qua trong cuộc đời. Quan trọng là kẻ tội đồ gây ra hậu quả tới đâu và người bạn đời có đủ bao dung không để mà đừng trách chi những phút xao lòng. Chuyện kể rằng có một người đàn bà vì ngoại tình bị đem ra trừng phạt bằng cách để dân làng ném đá cho tới chết. Trong khi bắt đầu hành hình thì có một vị tu sĩ đi qua. Ông nói với cả đám đông rằng người đàn bà này ngoại tình thật đáng bị ném đá. Thế nhưng trong các vị, nếu ai chưa từng đi ngoại tình thì hãy dũng cảm ném đá chị ta trước tiên. Cả đám đông cứ thế lùi dần và rồi thưa thớt chẳng còn một ai. Trên một diễn đàn nổi tiếng dành cho phụ nữ, có hẳn một chủ đề dành cho các chị em tâm sự chuyện say nắng. Từ việc hoang mang bởi trái tim đang lạc lối của một cô vợ trẻ, những câu chuyện khác cũng tiếp nối và kéo dài tưởng như không hồi kết. Một cô bạn có nickname là Lan chia sẻ rằng: em chợt thấy mình hay để ý tới hàng xóm ở nhà đối diện đã có vợ rồi. Em cũng không hiểu sao lại như vậy nữa cơ chị ạ. Chồng em là một người rất tốt, yêu gia đình mà lại còn hiền lành nữa. Tự nhiên giờ lại thế này, em thực sự rất thấy có lỗi với chồng. Đúng là chồng em không được ga lăng cho lắm, nhưng mà em hiểu và thông cảm cho chồng mình. Em cũng muốn quên đi hình ảnh của anh hàng xóm kia, nhưng sao em chẳng thể nào làm được. Bên cạnh những lời khuyên răn, có chị còn dẫn chứng bằng câu chuyện của chính mình. Theo như chị, thì hiện tại mình cũng đang rất đau khổ vì chính mình đã làm gia đình tan nát. Nhìn con chạy tung tăng mà nghĩ sao mình tệ đến như vậy. Khi mà mọi chuyện vỡ lở, càng giải thích thì lại càng lố lăng. Nhìn chồng đó nhưng mà sẽ không bao giờ được trong vòng tay của chồng nữa. Khi mất rồi thì mới biết những gì mình có là tất cả. Đàn bà vốn sinh ra đã đa cảm và yếu đuối, đa cảm thì lại đa tình. Với suy nghĩ phức tạp hơn, trong cuộc sống họ thường gặp nhiều cám dỗ hơn nam giới, nhất là khi đang rơi vào trạng thái cô đơn, thất tình hay vướng mắc trong những câu chuyện tình cảm, thậm chí là cả những mối quan hệ với mẹ chồng nàng dâu. Người phụ nữ thường không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Cũng có những phụ nữ là cánh tay phải của cả gia đình, lo về kinh tế cho gia đình khiến cho họ đối mặt với những áp lực rất lớn, dẫn đến những cơn say nắng nếu như họ gặp phải một người đàn ông trong mơ. Bởi vì bước vào cuộc tình này, họ muốn tìm lại được cảm giác yêu thương và quên đi thực tế, bởi vì bản năng của người phụ nữ là bản năng được người đàn ông che chở. Rồi vì quá cô đơn khi vợ chồng thiếu thông cảm và sẻ chia lẫn nhau, vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân nhàm chán, cả 1001 lý do dễ khiến cho đàn bà lung lay bởi một người đàn ông xa lạ. Giống như rượu ủ lâu năm, người đàn ông không phải chồng mình xuất hiện làm ngây ngất tâm hồn của người đàn bà, khiến cho họ lúng túng và chao đảo. Tâm trí của họ tràn ngập hình ảnh và nụ cười của người ấy, rồi họ lại bắt đầu so sánh rằng đã bao nhiêu lâu rồi chồng mình quên tán tỉnh và khen ngợi mình, đã bao lâu rồi chồng mình không còn tặng hoa cho mình nữa. Rõ ràng là cán cân sẽ nghiêng hẳn về phía người đàn ông khiến cho họ đang ngày đêm trộm nhớ kia. Dù trên thực tế là có thể họ hoàn toàn chưa hiểu hết về đối phương, nhưng họ dường như là cố tình không nhận ra điều đó. Trò chơi ú tim của tình yêu đôi khi thật thú vị, nhưng mà nó cũng là một con dao hai lưỡi nếu như bạn đi quá đà. Những cơn say nắng cũng như vậy, nó đưa bạn lên mây nhưng mà cũng có thể khiến bạn chìm trong đau khổ. Trong cùng một hoàn cảnh như thế, nhưng có người đàn bà thông minh thì biết tiết chế để cho người đàn ông trong mộng mãi là một thứ tình cảm lặng thầm trong cuộc sống. Nhưng mà cũng có những người vợ ngỗ ngược hơn, cho phép mình buông thả một chút, sa ngã một chút, rồi chẳng thể nào mà rút chân ra được nữa. Bi kịch hôn nhân cũng từ đó mà sinh ra. Khi người đàn bà không hướng về tổ ấm, hạnh phúc sớm hay muộn cũng sẽ tan vỡ. Vậy thì làm gì sau một cơn say nắng đây? Những người uống rượu thì sẽ không bao giờ thừa nhận là mình say. Cũng giống như là những người say nắng thì lại luôn khăng khăng đó là tình yêu đích thực. Nếu như quyết định quá vội vàng thì bạn đang đẩy hạnh phúc ra khỏi tầm tay. Nhưng nếu như đã đắn đo suy nghĩ và nhận ra tất cả những gì mà mình đang sở hữu chỉ là ảo tưởng một chiều, là ngộ nhận tình cảm, thì hãy dừng lại ngay. Hãy tự hỏi mình rằng bạn cần ai? Ai sẽ là người bên bạn những lúc bạn buồn? Ai sẽ là người cùng bạn vượt qua những khúc mắc trong cuộc sống? Ai mới là người thông cảm và hiểu bạn hơn? Ai là người khi ở bên cạnh bạn mà bạn có cảm giác an toàn và tin tưởng? Liệu bạn có thể hạnh phúc nếu như người mới ở bên cạnh hay không? Nếu như bạn có chắc, một thời gian sau khi chung sống với nhau,
người mới bây giờ không lặp lại những sự nhàm chán mà người cũ hiện tại đang mang lại cho bạn hay không? Tình yêu không phải là một chuyến xe buýt, chán chuyến này người ta có thể tìm đến chuyến khác, rồi khi chán lại có thể dễ dàng quay về trên chuyến xe cũ. Tình yêu đòi hỏi sự lựa chọn và bắt buộc phải có sự hy sinh nhất định. Bởi sự lựa chọn, tự bản thân nó bao giờ cũng hàm chứa sự mất mát. Cho dù những cơn say nắng khiến cho bạn lâng lâng, bồng bềnh, thậm chí là đau khổ, thì say nắng chưa bao giờ có thể là hạnh phúc. Hạnh phúc chính là tổ ấm vẫn luôn chờ đợi bạn về sau những mệt mỏi. Đừng đánh đổi để rồi kiếm tìm, lúc đó có thể không còn kịp nữa. Sau cùng thì bạn cần hiểu, con người ta ai cũng có những phút sao lòng, quan trọng là những gì bạn làm. Tuy nhiên, cũng đừng thổ lộ tất cả những gì trong một cơn say nắng ra ngoài. Hãy giữ lấy làm những kỷ niệm thật đẹp của riêng mình. Bạn thân mến, đã gọi là đàn bà thì rất đa sầu đa cảm, mà đã xa sầu đa cảm thì chắc chắn sẽ đa tình. Còn lẳng lơ thì đôi khi lẳng lơ với ai và lẳng lơ ở mức độ nào thì nó cũng là một chủ đề mà chúng ta cần tìm hiểu. Người phụ nữ cần phải biết điểm dừng của mình ở đâu, cần phải biết hạnh phúc của mình đâu mới là hạnh phúc thực sự, để không đánh mất đi những thứ mà mình đang có. Lời tâm sự của một người đàn bà lẳng lơ: tôi đã dính vào lưới tình, thậm chí là với người đàn ông mà tôi căm ghét vô cùng. Đó chính là người yêu cũ của tôi, người mà đã dám phản bội tôi để đi tìm tình yêu mới năm xưa. Ở đời đúng không ai học hết được chữ ngờ, cũng chẳng ai dám thừa nhận mình cả đời chung thủy, không có một chút sao lòng vì một ai đó. Đôi khi người ta cứ tự nhốt mình trong phòng, nhốt mình với những mối quan hệ nhỏ hẹp, và rồi họ không nhận ra xã hội ngoài kia đang xô bồ thế nào, con người đang chà đạp, bon chen nhau mà sống ra sao. Và đôi khi họ cho rằng những kẻ đi ngoại tình, những người đàn bà, đàn ông phản bội vợ con, đong đưa với người khác, tất cả đều là tội đồ. Tuy không phải tôi viết lên đây những lời này để binh vực những kẻ ngoại tình, nhưng mà phải hiểu và thông cảm với nhau rằng việc quan hệ ngoài vợ ngoài chồng là chuyện bản ngã, với nhiều trường hợp cần được cảm thông và chia sẻ. Anh là người đã có gia đình, có điều kiện kinh tế, con cái thì khó khỉnh hạnh phúc. Người ta cứ nói đàn ông sung túc và đầy đủ, vợ đẹp con khôn mà còn đi ngoại tình. Nhưng mà chính họ, chính sự đủ đầy viên mãn đó đã khiến cho họ trở thành con người phản bội. Bởi vì họ không còn có gì để lo lắng, bởi vì họ đã không còn phải lo tính kế sinh nhai, kiếm tiền như thế nào. Và có đôi chút, sự hoàn hảo khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán, muốn tìm niềm vui mới, đúng hơn là với thử niềm vui khác, và họ đã đi ngoại tình. Câu chuyện của tôi cũng giống như vậy. Anh rất yêu vợ, thương con, và đương nhiên tôi cũng vậy. Tôi cũng không phải là khó khăn gì, không phải là một người cần tiền, bám víu vào những đại gia để mà mồi chài câu kéo những món quà đắt giá. Cái tôi có, đó là lúc ngã vào lòng anh, ân ái cùng với anh, chính là tình cảm bao nhiêu năm nay khơi dậy. Tuy tôi biết mình làm thế là có lỗi với chồng con, anh cũng hiểu rõ, anh vốn dĩ cũng đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà chúng tôi vẫn ngã vào nhau, bởi vì trước đây chúng tôi đã từng là của nhau. Cứ một lần, hai lần như thế, chúng tôi thấy cần nhau hơn, thấy hiểu nhau hơn bao giờ hết. Và giờ chúng tôi cần có những phút riêng tư, những khoảng trời của cả hai để chia sẻ những câu chuyện buồn vui về gia đình, than vãn về cuộc sống, dù thực sự là nó đã viên mãn nhưng không thể nào hoàn hảo được. Dù chỉ là những câu chuyện vui, nhưng mà những câu thở dài để xả stress, nhưng chúng tôi cũng thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn bao giờ hết. Cứ vô tình như vậy, chúng tôi trở thành những kẻ tội đồ, trở thành người phản bội và đê tiện trong mắt của bao nhiêu người khác. Nhưng mà có ai hiểu được rằng, cảm xúc của con người thì thực sự rất khó kìm nén. Khi bị chồng phát hiện, tôi đã rất ân hận, xin lỗi và mong chồng tha thứ. Nếu có thể cho những người lén lút quan hệ như chúng tôi một cơ hội, biết đâu mọi thứ lại tốt hơn và hạnh phúc hơn. Con người khi đã mắc lỗi lầm và được tha thứ sẽ cố gắng sống tốt hơn. Đừng bao giờ triệt đường sống của bất cứ ai. Ở đời ai chẳng có những phút sao lòng. Chuyện ngoài vợ ngoài chồng, nếu như biết nhận ra lỗi lầm và sửa chữa thì có thể cảm thông và mong được tha thứ. Hy vọng là với những lời chia sẻ này thì các bạn cũng đã có thêm được một câu chuyện mới trong cuộc sống, để chúng ta hiểu rõ hơn đâu mới là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Và hy vọng là câu chuyện của chúng tôi đang góp phần giúp cho bạn ý thức hơn được về hạnh phúc gia đình và giúp bạn có một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc hơn. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
lời tâm sự. Vợ bạn đến chơi, cúi đầu để lộ bộ ngực lấp ló. Hôm sau tôi làm điều khiến cho vợ phải sáng mắt. Vợ tôi vốn dĩ là một cô gái hiền lành và tốt bụng, rất nhiệt tình với người khác. Lúc nào cô ấy cũng rất tin tưởng những người xung quanh và bạn bè của mình. Sống rất bao dung, vị tha và đơn giản thì tốt, nhưng thực ra như thế cũng rất dễ bị lợi dụng. Hai chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, lấy nhau khi cả hai chưa có gì trong tay. Tôi luôn trân trọng cô ấy và lúc nào cũng biết ơn vợ. Vì nếu như không có vợ là hậu phương vững chắc thì tôi sẽ không thể có được sự nghiệp lừng lẫy như ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi có điều kiện, tôi cũng không bao giờ để vợ phải thiếu thốn thứ gì. Nhưng mà lúc nào vợ tôi cũng giản dị. Có nhiều lần tôi cũng nhắc vợ phải ăn mặc đẹp và chỉnh chu hình thức một chút, nhưng vợ lại tự ái nghĩ rằng tôi chê bai cô ấy. Bản thân không được thon gọn như người ta càng khiến cho vợ tôi tự ti, vì nghĩ rằng chồng mình trẻ trung đẹp trai như thế này có nhiều cô vinh quanh. Vậy nên để khiến vợ tin tưởng, tôi luôn báo cáo công việc của mình, đi đâu cũng nói với vợ, trong đầu chưa bao giờ có ý định ngoại tình cả. Một người phụ nữ hết lòng vì tôi, yêu thương tôi, tại sao tôi lại chỉ có thể giàu có một chút mà thay lòng chứ? Tôi biết tính vợ mình hay nhẹ dạ cả tin, hay bị người khác lợi dụng, kẻ xấu vay mượn không trả là tôi rất không hài lòng. Duy chỉ có điểm đó khiến cho vợ chồng tôi mâu thuẫn, còn lại thì chúng tôi thực sự rất tôn trọng nhau. Vợ có hai cô bạn thân, gọi là thân từ thời đại học và lại là đồng hương nữa. Tôi nói với vợ nhiều lần rằng bạn bè thì cũng phải xem xét kỹ. Bình thường thì có thể thân thiết, nhưng có nhiều người họ chỉ cần động đến quyền lợi là có thể lật mặt được ngay. Tôi nhận định trong hai cô đó, chỉ có một người tôi cảm thấy vợ tôi còn nên chơi, còn một người có lối sống quá khác, sợ vợ tôi không hợp. Vợ tôi cũng vì chuyện này mà chê trách tôi, nói tôi căn ke cấm đoán vợ. Từ đó tôi không còn đả động đến các mối quan hệ của cô ấy nữa. Cô ấy thích chơi với ai thì chơi. Lần đó bạn thân của vợ đến nhà tôi ăn cơm, vợ tôi vui mừng lắm bởi vì lâu rồi không có bạn đến nhà. Hơn nữa hai người họ thân nhau nhưng cũng chỉ nói chuyện được qua điện thoại hoặc là hẹn nhau ở ngoài quán cà phê. Hôm đó chỉ có vợ chồng tôi và bạn thân của cô ấy. Vừa mở cửa tôi hơi ái ngại vì cách ăn mặc của cô ta thật sự quá sexy. Đến nhà bạn thân rồi lại có chồng bạn ở nhà, đâu có cần phải ăn mặc khoe da khoe thịt như vậy. Nhưng tôi vẫn coi như bình thường, vui vẻ đón tiếp, không có ý kiến gì thêm. Lúc đang nấu ăn thì thiếu đồ, và tôi nói tôi trông bếp, cô ấy chạy xuống thiêu sị ở dưới nhà mua thêm. Tôi đang ngồi ở sofa xem tivi, còn bạn của vợ thì đang nấu ăn, tự nhiên ra ngồi đối diện tôi uống nước. Cô ấy hỏi tôi vài câu, tôi cũng vui vẻ trả lời. Tự nhiên tôi thấy cô ta đứng lên, vươn người dài ra cái ghế với cái cốc, để lộ luôn vòng một cùng với chiếc váy cổ rộng trễ nải. Tôi đỏ mặt khi thấy cảnh tượng ấy nên mới ngước mắt lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt đầy dụ dỗ của cô ta. Tôi vội đứng dậy đi vào bếp rồi nói lảng sang chuyện khác. Trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, cô này cũng đẹp đấy, cũng hở hang sexy đấy. Nhưng tôi là chồng của bạn thân cô ấy, sao cô ấy lại làm như vậy? Tại sao cô ta lại có ý đồ như thế? Bữa cơm ấy tôi không thoải mái. Ăn xong thì tôi có nói bạn gọi nên đi ra ngoài trước, để cho vợ và bạn được ở nhà tự nhiên. Từ đó về tôi có cái câu chuyện hồi chiều, nhưng vợ tôi không tin. Và tôi còn cho rằng bạn mình là người rất tốt, không bao giờ có chuyện như vậy. Cô ấy có thích ai thì thích, chứ không thể nào mà thích chồng của bạn được. Nghe vợ nói vậy tôi thấy rất lo. Tin tưởng một người mà thực sự không hiểu hết về họ thì đúng là quá nguy hiểm. Hơn nữa tôi là đàn ông, tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt mời chào của cô ta. Tôi biết cô ta muốn gì. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau nảy lửa. Cô ấy còn vu oan cho tôi là cô ấy định để ý đến bạn của cô ấy, nên tôi càng sôi máu. Hôm sau tôi đi làm một việc để chứng minh. Tôi nhắn tin cho bạn của vợ nói rằng muốn mời cô ta đi cà phê. Thật không ngờ giọng cô ta là lướt đáp lại: chỉ cà phê thôi hả anh? Cà phê xong có đi đâu nữa không? Em mà uống cà phê xong là hay buồn ngủ lắm đấy, chứ không tỉnh táo đâu. Buồn ngủ thì biết đi đâu bây giờ nhỉ? Về đến nhà tôi xem vợ xem dòng tin nhắn đó, cô ấy mới ngã ngửa. Hôm sau vợ tôi dùng điện thoại của tôi nhắn vài tin ả ơi với bạn. Quả nhiên cách cô ta trả lời khiến vợ tôi chết khiếp. Từ hôm đó vợ tôi mới hiểu tôi không nói sai,
và cũng nghỉ chơi luôn cùng với cô bạn đó, không cần lý do nào thêm. Vậy mới nói đúng là đàn bà, thật là không thể nào có thể hiểu nổi các cô ấy. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.